Ảo thuật gia dùng dao cắt quả cam, sau đó rút hạt ra, rồi lại cho vào đất trong bồn. Sau đó anh ấy nhắm mắt, ra hai tay thi triển ảo thuật. Cây mầm nhô lên khỏi đất, dần dần mọc cành mọc lá. Chỉ trong chốc lát, một hạt giống có thể biến thành một cây cam, còn kết rất nhiều trái nữa. Ảo thuật gia tiện tay hái vài quả, ném cho khán giả dưới khán đài. Còn chiếc khăn tay ở trong hộp không thấy đâu nữa, bị hai con bướm cầm lên sân khấu. Mọi người đều thán phục phần biểu diễn của ảo thuật gia, toàn hội trường đứng dậy hoan hô. Ảo thuật gia trở nên nổi tiếng. Buổi biểu diễn thứ hai của anh ấy đã thu hút một vương tử từ xa tới. Ảo thuật gia muốn tìm một người không sợ chết để phối hợp biểu diễn. Vương tử lập tức đứng dậy. Khi mọi người tưởng rằng anh ấy sẽ xung phong mạo hiểm, thì anh ấy lại làm một động tác mời. Không ngờ anh ấy lại để vị hôn thê thay thế mình. Ảo thuật gia vừa nhìn liền nhận ra cô gái xinh đẹp này chính là mối tình đầu 10 năm trước của anh ấy, Sophie. Hai người đều nhận ra nhau, nhưng bây giờ chỉ có thể giả vờ không quen biết. Ảo thuật gia đội mũ lên cho Sophie. Cô ấy gặp người trước gương, nhưng không ngờ người trong gương lại khoanh tay, đằng sau lại xuất hiện một cô gái áo đỏ. Sophie quay đầu lại nhìn, không có ai cả. Cô gái áo đỏ trong gương cầm dao chém vào bóng người của Sophie trong gương. Ảo thuật gia hút linh hồn của cô ấy. Sophie sợ hãi, suýt nữa ngất đi. Vương tử là một người rất ngạo mạn, anh ấy nghĩ rằng tất cả đều là ảo giác, muốn mời ảo thuật gia tới hoàng cung biểu diễn thêm một lần. Tới lúc đó, đội ngũ cố vấn nhất định sẽ vạch trần cho ảo thuật của anh ấy. 10 năm trước ảo thuật gia chỉ là con trai của một thợ mộc bình thường. Sau đó gặp được một vị cao nhân huyễn thuật. Vị cao nhân này đã truyền huyễn thuật lại cho ảo thuật gia. Cuối cùng cao nhân và cái cây cùng nhau biến mất. Cậu bé này cũng là người có thiên phú. Trứng gà đặt trên cành cây, dù có rung lắc thế nào cũng không rơi xuống. Cậu bé nhanh chóng thu hút sự chú ý của Sophie. Hai người quay về căn nhà gỗ của cậu bé. Cậu ấy bảo Sophie tùy chọn một tấm bài, sau đó đặt lại sấp bài, ngón tay chuyển động. Không ngờ tấm bài đó lại tự động trượt ra khỏi sấp bài. Thần kỳ hơn là nó còn tự bay giữa không trung. Cậu bé khéo tay đã làm cho Sophie một chiếc dây chuyền. Ban đầu mặt dây chuyền có hình tròn, sau đó có thể biến thành hình trái tim. Sau khi thay đổi hình dáng thì mới có thể mở ra. Bên trong là một tấm ảnh của cậu bé. Nhưng tình yêu tuổi thanh xuân này lại nhanh chóng đi tới hồi kết. Trong một lần hẹn hò, họ bị người khác theo dõi và phát hiện, đồng thời cưỡng chế bắt bọn họ chia cách. Chàng trai chỉ là con của một gia đình bình thường, còn Sophie lại là huyết thống quý tộc hoàng gia. Sự cách biệt giàu nghèo cuối cùng đã khiến họ phải xa cách. Chàng trai quyết định một mình bỏ đi xa, bắt đầu du ngoạn khắp nơi. Sau khi trưởng thành, chàng trai đã trở thành một ảo thuật gia hàng đầu. Ảo thuật gia vẽ nhẹ tay, trên giấy trắng liền xuất hiện chân dung của quốc vương. Quý tộc phía dưới lũ lượt vỗ tay. Chỉ có vương tử không hài lòng về phần biểu diễn của ảo thuật gia. Anh ta cho rằng đây chỉ là phản ứng hóa học mà thôi. Lúc này vương tử đã nói một câu: anh có thể không dùng bất cứ đạo cụ nào để chúng tôi phải chăm chú một phen không? Rõ ràng vương tử đang cố ý làm khó ảo thuật gia, nhưng ảo thuật gia cũng không phải người dễ đối phó. Được rồi, vậy anh ấy sẽ biểu diễn một tiết mục khiến vương tử được mở mang tầm mắt. Ảo thuật gia mượn kiếm của vương tử, sau đó đặt thẳng đứng xuống đất, buông tay ra. Không ngờ thanh kiếm lại không hề đổ xuống. Truyền thuyết kể rằng chỉ có người rút kiếm ra khỏi đá thì mới là vua Arthur. Dù là tướng quân lớn tuổi hay là võ sĩ trẻ tuổi đều không thể rút kiếm ra được. Cuối cùng vương tử chỉ dùng một chút sức đã rút được kiếm ra. Đối diện với sự ngờ vực của mọi người, vương tử cũng không thể nào giải thích. Vốn dĩ là gọi ảo thuật gia tới biểu diễn để vạch trần mẹo vặt của anh ấy, không ngờ lại tự khiến mình mất mặt. Thế là vương tử lệnh cho cảnh sát trưởng không được để ảo thuật gia đi biểu diễn nữa. Sophie không thể nào kìm nén được nỗi nhớ dành cho ảo thuật gia, thế là cô ấy đã một mình đi tới chỗ ở của ảo thuật gia. Tình cảm đè nén suốt 10 năm nhanh chóng trỗi dậy. Họ chuẩn bị từ bỏ tất cả để cao chạy xa bay. Trùng hợp cảnh này bị thủ hạ của cảnh sát trưởng nhìn thấy. Cảnh sát trưởng lập tức báo cáo tất cả cho vương tử, nhưng Sophie không hề hối hận về quyết định của mình. Vương tử tức giận cho Sophie một vạt tai, sau đó Sophie đạp cửa đi ra ngoài. Vương tử lập tức đuổi theo xuống lầu. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Sophie, dường như cô ấy đã bị thương rất nặng, nằm gục trên lưng ngựa rời khỏi hoàng cung. Vào lúc trời sáng, ảo thuật gia đã tìm thấy Sophie, nhưng tất cả đã muộn. Sophie trôi trên mặt nước, không còn hơi thở nữa. Cảnh sát trưởng đích thân kiểm tra thi thể của Sophie, còn phát hiện ra viên đá đỏ ở trong quần áo của cô ấy. Ảo thuật gia khăng khăng rằng vương tử đã giết hại Sophie, mục đích là ngăn cản bọn họ bỏ trốn. Không lâu sau, ảo thuật gia sa thải toàn bộ người trong đoàn kịch, nhưng lại tìm một đám người xa lạ tới làm trợ lý, giúp anh ấy hoàn thành phần biểu diễn ảo thuật tiếp theo. Rất nhiều người nhanh chóng đi tới kịch viện. Anh ấy chuẩn bị một tấm gương, sau đó giơ tay ra. Không ngờ trên mặt gương lại từ từ xuất hiện một người, và lại còn có thể nói chuyện với khán giả. Lần tiếp theo, ngay cả gương cũng không cần nữa, anh ấy vừa giơ tay liền xuất hiện một linh hồn, có thể nhìn thấy, nghe thấy nhưng không sờ được. Cảnh sát trưởng nhanh chóng tìm một đám người, lợi dụng khói và hình chiếu để vạch trần mẹo vặt của ảo thuật gia. Trong buổi biểu diễn lần này, cảnh sát trưởng đang định đi lên vạch trần ảo thuật gia, nhưng đột nhiên dưới khán đài trở nên chấn động. Một cậu bé khác bước ra từ hàng ghế sau. Cậu bé này cũng không thể nào sờ được. Cậu bé nhìn chăm chăm cảnh sát trưởng. Phần biểu diễn ảo thuật bị phá hỏng khiến cho cảnh sát trưởng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Anh ta đành phải đưa ảo thuật gia về tra khảo. Còn bên ngoài cũng tụ tập rất nhiều người biểu tình, họ đều hy vọng ảo thuật gia có thể gọi hồn người thân đã mất. Ảo thuật gia đứng ra nói với mọi người,
tất cả đều là ảo giác, tôi không hề biết gọi hồn, chỉ là thú vui thôi, tất cả đều là giả. Lúc này mọi người mới rời đi, và thế là cảnh sát trưởng cũng hết cách với anh ấy, đành phải thả anh ấy đi. Sau đó ảo thuật gia tiếp tục phần biểu diễn của mình, còn vương tử thì lại giả trang thành dân thường, ngồi ở phía xa xem ảo thuật gia biểu diễn. Nhưng không ngờ lần này ảo thuật gia đã gọi hồn Sophie, cô ấy thừa nhận mình bị mưu sát và lại hung thủ ở ngay trong đám đông. Khán giả phía dưới bắt đầu hoảng loạn, đua nhau tố cáo vương tử chính là hung thủ. Khán giả tiếp tục tra hỏi, nhưng bởi vì thể lực của ảo thuật gia không đủ nên linh hồn của Sophie đã biến mất. Ảo thuật gia tìm người quản lý trước kia tới, giao tất cả tài sản cho anh ta quản lý. Tiếp theo chính là phần biểu diễn cuối cùng của ảo thuật gia. Ảo thuật gia bước lên sân khấu, linh hồn của Sophie tiếp tục xuất hiện. Cô ấy nói dây chuyền của mình không thấy đâu nữa. Còn cảnh sát trưởng không thể nào nhẫn nhịn được chuyện ảo thuật gia giả thân giả quỷ. Ông ta muốn lấy cớ làm rối loạn trật tự công cộng để bắt ảo thuật gia lại. Khi ông ta giơ tay ra thì kết quả lại nắm phải không khí. Không biết ảo thuật gia cũng đã biến thành linh hồn từ lúc nào rồi. Sau đó anh ấy giang tay và dần dần tan biến ngay tại chỗ. Cảnh sát trưởng lục soát khắp kịch viện, cả phòng của ảo thuật gia nữa, nhưng chỉ phát hiện một tờ giấy. Cảnh sát trưởng nghĩ tới một câu nói của Sophie, cô ấy nói không biết dây chuyền của mình bị rơi ở đâu rồi. Sau đó cảnh sát trưởng đi tới chuồng ngựa, tìm thấy dây chuyền của Sophie, giống hệt như trên bản vẽ. Tấm ảnh bên trong bay ra rơi xuống thềm cỏ, bên cạnh trùng hợp có một mảnh đá màu xanh, mà trên thanh kiếm của vương tử cũng trùng hợp bị khuyết hai viên đá. Một viên màu đỏ được phát hiện ở trong quần áo của Sophie, còn lại chính là viên màu xanh này. Hung thủ là ai, bạn đã đoán ra chưa? Cảnh sát trưởng giao đơn tố giác và thanh kiếm cho tùy tùng, lập tức đi tìm cấp trên ngay trong đêm. Cảnh sát trưởng tìm vương tử đối chất, vương tử nói tất cả đều là âm mưu của ảo thuật gia. Trong lúc biểu diễn, anh ấy từng cầm kiếm của vương tử, hoàn toàn có cơ hội giở trò. Cho dù vương tử bảo đảm sau này sẽ để cảnh sát trưởng làm thị trưởng, nhưng lúc này cảnh sát trưởng đã đứng về phía chính nghĩa, không còn cách nào khác, vương tử đành phải dùng súng uy hiếp cảnh sát trưởng. Nhưng cấm quân mà cấp trên điều động đã đi tới nơi này, anh ta từ bỏ phản kháng, nói một câu cuối cùng với cảnh sát trưởng: tôi đi chết trước đây, anh cứ chơi thêm một lúc. Sau đó vương tử liền nổ súng tự sát. Tiếp theo chính là bước ngoặt cuối cùng của câu chuyện. Cảnh sát trưởng đi qua cửa lớn, trên đường đi va phải một người, nhưng anh ấy không hề để tâm. Đúng lúc này một cậu bé gọi anh ấy lại, giao cho anh ấy một cuốn sổ ghi chép. Cảnh sát trưởng mở ra xem, thì ra đây là phác họa biến ra cây cam. Cảnh sát trưởng cho tay vào túi tìm, phát hiện dây chuyền của Sophie không thấy đâu nữa. Bóng dáng của nhà ảo thuật xuất hiện giữa đoàn người. Cảnh sát trưởng một mạch đuổi tới ga tàu. Tiếng còi vang lên, anh ấy đã chậm một bước. Ảo thuật gia đã lặng lẽ bước lên tàu. Lúc này cuối cùng cảnh sát trưởng cũng hiểu ra, tất cả đều được ảo thuật gia sắp xếp từ trước. Sophie cho vương tử uống thuốc mê, ngụy tạo hiện trường bị giết. Cô ấy rắc cả máu vào thanh kiếm, sau đó giấu viên đá xanh vào đống cỏ, còn viên đá đỏ thì giấu vào quần áo của mình, rồi lại tiếp tục đánh rơi dây chuyền để làm chứng cứ, cuối cùng giả chết trong hồ. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Sophie chết rồi, thì ảo thuật gia đã dùng thuốc khiến cô ấy tỉnh lại. Bởi vì vương tử hôn mê, tinh thần không tỉnh táo. Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy vết máu trên kiếm, anh ấy thậm chí còn thực sự cho rằng mình đã giết chết Sophie. Các loại chứng cứ cũng khiến cảnh sát trưởng cho rằng vương tử là hung thủ. Chỉ là anh ấy không ngờ rằng vương tử lại tự sát. Cuối phim, ảo thuật gia quay về nông thôn, còn tìm lại được sợi dây chuyền mà đích thân anh ấy làm cho Sophie. Và thế là anh ấy và Sophie sống hạnh phúc bên nhau. Cuối cùng tôi muốn hỏi mọi người một câu, sao tôi lại thấy cái tên Sophie quen thuộc như thế chứ?